cười lên em. Đứng làm kiểu lại. Chưa được. Đúng rồi coi. Đưa lên 1, 2, 3. Được. Bây giờ anh trả lời cho em một dứt khoát và khi nào em chuyện cho nó xong thì bây giờ em trả lời bên đó là họ hẹn. Em cứ nói, cứ hẹn, gọi anh nè.